giải nghĩa giấc mơ thấy trái cây, mơ thấy quả cam, cam là một trong những loại trái cây có chứa tinh dầu mang mùi thơm, chứa nhiều vitamin C, rất mát và bổ dưỡng cho cơ thể, việc nhìn thấy những trái cam trong mơ biểu thị một sự cải thiện chậm nhưng vững chắc về hoàn cảnh của bạn, mơ thấy mình ăn cam hoặc uống nước cam ép báo hiệu chuyện tình yêu ngắn ngủi nhưng đáng nhớ sắp diễn ra, mơ thấy quả chanh, thấy một trái chanh trong mơ biểu thị cái gì đó có phẩm chất tầm thường. Ăn chanh hoặc uống nước chanh trong mơ được cho là bạn có nhu cầu thanh lọc và chữa bệnh thấy những trái chanh nhăn nghèo trong mơ báo trước bạn và người yêu hoặc vợ chồng bạn sẽ đến việc chia cách ly hôn cay đắng thấy một trái chanh lá cam trong mơ ám chỉ rằng bạn sẽ trải qua giai đoạn khó khăn tạm thời nhưng bạn sẽ vượt lên và sẽ giàu sang thịnh vượng mơ thấy quả cherry thấy những trái cherry trong mơ biểu tượng cho tính thật thà lương thiện hoặc tính ngọt ngào và vận may mơ thấy quả chà lạ Mơ thấy những quả chà là căng mọng trên cây, nghĩa là trong vài ngày tới bạn sẽ có những cơ hội vui vẻ. Hãy tận dụng thời gian này để thư giãn và tìm sự bình an trong tâm hồn. Mơ thấy bạn đang ăn những quả chà là đồng nghĩa với sự đau khổ. Bạn chưa bao giờ hạnh phúc với những gì bạn có. Bạn luôn băn khoăn trước những cái mà bạn mong muốn và cố đạt được nó, mơ thấy quả dâu trong giấc mơ bạn nhìn thấy hoặc đang ngồi thưởng thức những trái dâu tây chín đỏ căng mọng thật là ngon miệng thì còn gì tuyệt bằng. Đáng chú ý, những trái dâu thơm ngon này còn tượng trưng cho những ham muốn thể xác và những cám dỗ từ cuộc sống có ảnh hưởng trực tiếp tới bạn, giấc mơ về dâu tây thường có liên quan đến giới tính và sinh hoạt tình dục của phái nữ. Ngoài ra, nó còn mang ý nghĩa là những mục tiêu của bạn sẽ sớm được thực hiện trong tương lai gần. Nếu trong giấc mơ, bạn đang ăn những quả dâu tầm chín đen mọng, ngọc liệm thì sao gặp giấc mơ này thì bạn nên thận trọng bởi nó báo trước những khó khăn mà bạn có thể gặp phải nếu nhìn thấy những quả dâu tầm thì bạn cần chú ý đến sức khỏe của mình bởi bệnh tật là nguyên nhân chính khiến bạn bị thất bại trong công việc mơ thấy đang bẻ lá dâu thường là điềm báo công cuộc làm ăn của bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi nếu nam giới mơ thấy mình nô đùa với một cô gái trên cánh đồng trồng dâu đây là điềm báo anh chàng sẽ cưới được người vợ đảm đang mơ thấy quả dâu chọn số mấy theo sổ mơ, nếu bạn mơ thấy quả dâu tây có thể thử vận may với con số 73 hoặc 83. Nằm mơ thấy quả dâu xanh nên chọn số 36, 85, ngủ mê thấy quả dâu tây bị hư số may mắn có thể là 16, 64, trong giấc mơ thấy hái dâu tây, 33, 91, mộng thấy trồng cây dâu tây, 86, 97, chim bao thấy đang ăn quả dâu thì chọn con 64, 90, mơ thấy quả chanh chọn số nào may mắn, trong giấc mộng thấy quả chanh 11, 76, nằm mê thấy nhiều quả chanh, 29, 92, chim bao thấy quả chanh màu vàng nên chọn số 35, 53, nằm mộng thấy quả chanh màu đen con số may mắn sẽ là 21, 94. Trong mơ thấy quả chanh màu đỏ, 51, 92, mộng thấy quả chanh bị cắt, 43, 73, ngủ mê thấy quả chanh trên cây thì lựa chọn số 37, 49, chim bao thấy hái quả chanh con số may mắn là 41, 99 nằm mơ thấy ăn quả chanh, 72, 96.